Chào các bác nha. Shop bán hàng online Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nhã Nam Tân Yên, chuyên cung cấp loa điều khiển từ xa, loa bẫy chim, loa mồi chim. Gửi lời chào toàn thể anh em nhé. Trong clip hôm nay xin giới thiệu với lại các bác một cái mẫu loa mồi chim, hay là anh em vẫn gọi là loa bẫy chim ấy. Bản chất của nó là cái loa điều khiển từ xa nha, cái mẫu loa bẫy chim điều khiển từ xa VKE898 các bác nhé. Đây các bác xem cái hàng này là hàng VKE898. Các bác để ý kỹ nhé, Winninda VKE898. Trên thị trường nếu mà nói về dòng loa E898 thì có rất là nhiều. Có ZI898 điện 10V này, ZI898 điện 5V. Nhưng mà hai cái dòng đấy thì giá nó sẽ rẻ hơn cái dòng này khoảng 2 tới 30 nghìn, có cái rẻ hơn 50 nghìn, nhưng mà hai dòng đấy thì nó không ổn định lắm, shop không kinh doanh nha các bác nhé. Cái này thì shop đã bán rất là nhiều các loại mặt hàng, các nhiều mẫu loa rồi, thì qua quá trình trải nghiệm mà anh em dùng thì với cái mẫu loa hiện tại mà cái dòng giá gọi là dòng loa giá rẻ đấy, nhưng loa giá rẻ thì có con VKE này, VKE898 2018 này, thì nó là cái con ổn định nhất nhé, và có nhiều cái tính năng ưu việt nhất cho các bác dùng nhé. Đây là cái vỏ bao bì của nó, thì bên phía trong phụ kiện của nó nhé các bác nhé. Đây là tôi mở một cái hộp loa nguyên, thì đồng nghĩa với việc là khi mà các bác đặt hàng, các bác nhận được hàng thì bác quyền bóc hàng ra xem và kiểm tra, thì các bác cũng kiểm tra đúng như vậy nhé, là trong này có những phụ kiện gì. Đầu tiên đó là cái túi rèn ri, túi vải rèn ri để đeo loa các bác nhé, túi vải rèn ri đeo loa. Tiếp theo là một cái thân loa, phần thân loa chính đây. Phần loa chính này đựng trong cái túi chống sóc các bác nhé. Các bác nhìn kỹ này. Loa này là loa Winninda VKE nha các bác nhé. VKE898. Các bác lại nhớ kỹ nhá, nó là VKE898, không phải là loa ZI898 nhé. Hàng này nó sẽ đắt tiền hơn. Ở đây phiên bản mới nhất, phiên bản 2018, phiên bản mới nhất cho các bác nhé. Phiên bản 2018. Đây là cái phần thân loa nhé, đằng sau có chữ 2018 này. Màu là màu rèn ri, màu rèn ri mùa đội theo kiểu truyền thống, không phải là cái mẫu xanh nẹt nhé các bác nhé. Màu truyền thống rất là đẹp, rất là phong cách các bác nhé. Đấy. Đây. Phía dưới này là cái tem này, tem của bên kho, tem bên kho xuất hàng sang bên Việt Nam. Thì các bác nhận được hàng thì vui lòng bảo quản cái tem này giúp shop nhé. Còn cái tem này thì shop mới bảo hành cho kho được nhé. Thế còn khi gửi hàng cho các bác thì shop sẽ dán một cái tem bảo hành riêng cho các bác. Các bác căn cứ theo thời hạn trên tem để bảo hành nhé. Đây. Đây là mặt trên của loa. Mặt trên của loa đây các bác nhé. Đây là thân loa này. Đầu tiên là thân loa nhé. Các bác nhé. Rồi, thân loa này. Tiếp theo thì sẽ là cục sạc điện cho loa nhé, cục sạc điện cho loa các bác nhé, cục sạc điện cho loa này. Tay điều khiển cho loa, tay điều khiển cho loa nhé. Dây đeo loa, dây đeo loa các bác nhé. Cái dòng loa này ấy, gọi là dòng loa trợ giảng, có nghĩa là có hỗ trợ trợ giảng, hỗ trợ mic nói đấy, thì nó có thêm cái mic nói này nha các bác này. Có thêm cái mic nói này nha các bác nhé. Dòng loa này là dòng loa trợ giảng nhé, trợ giảng mà có điều khiển từ xa, hỗ trợ điều khiển từ xa. Còn cái tờ giấy này là tờ giấy của thông số của nhà sản xuất, nó toàn là tiếng Trung thôi. Đây, phần tiếng Trung của bác nhé. Thế còn các bác khi nhận được hàng thì sẽ có một cái tờ hướng dẫn bằng tiếng Việt diễn giải cho các bác trên tay điều khiển có những nút nào, chức năng như nào, thì các bác sẽ có, các bác hoàn toàn yên tâm nhé, nó rất là dễ dùng thôi. Thế đây, cái vỏ tôi để sang một bên, tôi giới thiệu từng phần một nhé. Đây là cái tay điều khiển, tay điều khiển của dòng loa này. Đây các bác xem này, nó là vỏ màu đen, nút bấm màu trắng nhé các bác nhé, nút bấm màu trắng. Trong tay điều khiển này khi các bác nhận được ấy, thì nó có một quả pin rồi, có một quả pin sẵn trong này rồi nhé các bác nhé. Thế còn shop sẽ có tặng thêm cho các bác, đây là phần, đây là phần riêng của shop nhé, sẽ có tặng thêm cho các bác là hai viên pin nữa. Đây, hai viên pin của tay điều khiển này nữa nhé. Đây. Shop sẽ có tặng thêm cho bác hai viên pin này nữa.
20 pin này là phần tặng thêm các bác nhá. Thế còn các bác mà có nhu cầu mua thêm cái pin điều khiển này thì nó là 10.000 một quả nhé các bác nhé. Đây sẽ tặng thêm cho các bác 2 viên này. Đây, tay điều khiển đi nhé. Cái cục sạc điện cho loa, đối với dòng loa này ý, thì cục sạc điện của nó là 10V nhé. Chân cắm là chân cắm tròn như này. Các bác cắm sạc ấy, thì các bác cắm vào cái thành bên này của loa này nhé các bác nhé. Đây, cắm bên thành này của loa này. Đây, bên thành này của loa có chữ DC in. DC in có nghĩa là các bác sẽ cắm sạc vào đây. Cắm sạc vào đây. Thì cái này tôi sẽ thao tác sạc thử cho các bác luôn. Sạc thử cho các bác luôn. Đây có ổ cắm này. Đây các bác quan lưu ý này. Khi mình chưa cắm sạc vào loa, mình mới cắm cái cục sạc này vào ổ cắm thôi nhá. Cắm sạc ổ cắm. Thì các bác quan sát thấy là trên trên nhá, trên cái cục sạc này nó sẽ báo đèn xanh cho các bác. Nó báo đèn xanh cho các bác này nhá, báo đèn xanh cho các bác này. Thế khi bắt đầu mình cắm dây sạc này vào chân sạc của loa nhé, vào chân sạc của loa này, thì cái đèn xanh ở trên này nó sẽ chuyển thành đèn đỏ. Đấy, chuyển thành đèn đỏ này các bác này. Là lúc này nó đang báo sạc nhé. Và trên cái màn hình của loa, trên cái mặt trên của loa này, nó có một cái đèn đỏ nhấp nháy. Đèn đỏ nhấp nháy này là báo đang sạc vào nhé. Thế khi nào mà cái đèn nhấp nháy ở trên này mà nó tắt đi, nó không nhấp nháy nữa, và đồng thời cái đèn trên cục sạc này nó chuyển thành màu xanh, thì có nghĩa lúc này là cái loa này đã đầy điện nhé. Loa này đã được sạc đầy điện. Đấy, pin trong loa đã sạc đầy điện. Thì cái này thời gian sạc pin thì nó cũng tùy thuộc vào cái lượng điện ở trong pin nó hết nhiều hay hết ít. Nó khoảng 1-2-3 tiếng đồng hồ. Nó cũng tùy thời điểm nhé. Còn các bác cứ căn khi nào mà cái đèn trên này nó thành màu xanh thì là sạc pin nó sẽ đầy. Pin sạc đã đầy rồi nhé. Và cái đèn ở trên loa này không chấp nháy nữa. Thế đây là cái cục sạc điện cho loa. Thế còn để mà khi cục sạc này bị hỏng rồi ấy, thì các bác thay thế, thì các bác chỉ cần lựa chọn cái cục sạc mà trên này nó có ghi thông số. Thông số của nó có ghi là DC, DC 10V thì là các bác sẽ dùng được nhé. Bác chỉ cần mua cái sạc nào có thông số là DC 10V thì các bác sẽ dùng được. Đây. Thế này là cái dây đeo loa. Đối với dòng loa nhựa này thì sẽ hỗ trợ cho các bác hai bên hai cái đai nhựa này nhớ các bác nhé. Hai bên hai cái đai nhựa này rồi cái đai nhựa này để các bác móc cái dây này và các bác đeo. Trường hợp các bác không bỏ vào túi, các bác đeo dây này không thôi nhớ. Thì các bác sẽ móc vào đây để đeo nhé. Móc vào đây. Thế còn phía sau này, cái này nó là cái cài. Các bác có thể cài vào dây nịt lưng, cài vào dây nịt lưng nhé. Và tiếp theo cái khe cắm thẻ nhớ các bác nhé. Đây là cái dòng loa điều khiển từ xa, có nghĩa là loa này nó muốn phát được ấy, thì nó phải nhận dữ liệu nhé các bác nhé. Nó nhận dữ liệu từ thẻ nhớ. Đấy, nhận dữ liệu từ thẻ nhớ. Thì cái khe cắm thẻ nhớ là khe này các bác nhé. Khe cắm thẻ nhớ là khe này. Đấy. Thẻ nhớ của dòng loa này dùng ấy, thì nó là chiếc thẻ bình thường của điện thoại thôi. Thẻ nhỏ các bác nhé. Thẻ nhỏ. Đây đây. Thẻ nhỏ trực tiếp của điện thoại luôn. Các bác cắm vào khe này. Các bác cắm vào khe này. Khi cắm này thì các bác để đúng chiều. Cái chiều mà có lá đồng rồi này, có mặt đồng rồi này, thì các bác để quay ra phía sau. Còn cái chiều không thì các bác quay về phía trước. Đây. Các bác ấn nó vào. Ấn vào thì sẽ thấy cái độ lẩy lạch tạch nhé. Muốn ra thì ấn một cái nữa, nó sẽ nhả ra. Đây các bác thấy không? Ấn một cái nữa vào này. Đấy. Khi các bác mua loa mà các bác lấy thêm thẻ luôn ấy, thì các bác để ý cái khe thẻ này nhé. Là shop sẽ cắm sẵn thẻ vào trong khe này cho các bác. Thế còn bình thường khi shop báo giá loa cho các bác thì sẽ là giá chưa có thẻ nhớ. Giá chưa có thẻ nhớ. Giá chỉ bao gồm loa và những cái phụ kiện cơ bản của loa. Loa có nghĩa là loa này và phụ kiện cơ bản của loa thì bao gồm là có tay điều khiển này, dây dù đeo này, cục sạc điện này, túi vải đeo này, cái mic nói này nhé các bác nhé. Đây lưu ý kỹ khi shop báo giá với các bác ấy, thì nó là giá loa và cái phụ kiện cơ bản thôi và có tặng thêm cho các bác 20 pin điều khiển. Nó sẽ chưa có thẻ nhớ đi theo. Đấy, chưa có thẻ nhớ đi theo và chưa có pin sạc dự phòng đi theo nữa.
Theo các bác nào có nhu cầu mua thêm thẻ nhớ, mua thêm bên sạc dự phòng thì shop sẽ phải tính thêm tiền nhé. Thế còn về giá thì các bác cứ alo trực tiếp theo cái số điện thoại mà tôi để bên dưới màn hình nhé. Alo trực tiếp để nhận được cái giá tốt nhất tùy từng cái thời điểm cụ thể mà các bác gọi. Tại vì cái hàng này toàn bộ là mặt hàng Trung Quốc, giá nó sẽ có thay đổi theo cái trị giá tiền chung nhé các bác nhé. Các bác cứ alo trực tiếp tại thời điểm nào, shop sẽ báo cho bác, cho các bác cái giá tốt nhất tại thời điểm đấy nhé. Thế đây là cái loa VKE898. Trong này đã có thẻ nhớ rồi. Tôi hướng dẫn sơ cho các bác về cách dùng nhé. Hướng dẫn sơ cho các bác về cách dùng. Đây. Đây. Trên mặt trên của loa này các bác nhìn thấy này. Nó sẽ có hai nút vặn nhé. Các bác phân biệt cho tôi nút bên anten. Nút bên anten này là nút chỉnh eco, echo có nghĩa là chỉnh độ vang đấy. Thì các bác để cho nó về dấu trừ hết cỡ. Để về dấu trừ hết cỡ. Còn cái nút bên này có chữ vôn này và chữ OFF này, ON này, thì các bác bật về phần ON này là mở, còn bật về phần F này ợp này là tắt nhé các bác nhé. Trên này thì có hai lỗ chân cắm cho các bác. Trên này là chân cắm USB, chân cắm USB. Cái lỗ này nó cắm mic, đường mic vào. Có nghĩa là khi các bác muốn cắm mic vào ấy thì các bác bỏ thẻ nhớ ra này. Đây các bác cắm thẳng đường mic này vào đây. Đấy, cắm mic vào đây. Và cái nút và bên on F này là nút bật nguồn, các bác vặn nguồn lên. Đây, các bác vặn nguồn lên. Đấy. Thì lúc này là mình nói qua mic này, alo. Alo 1 2 3 4, alo alo alo. Thì trên cái loa nó hiện lên là AUH nhá. Bên này thì là AUX này. Thì lúc này các bác sẽ chỉnh cái nút echo ấy. Nên cái lúc này thì cái nút echo nó mới có tác dụng nhá. Các bác nhá. Đấy. Lúc này này cái nút echo nó có tác dụng này. Echo là chỉnh độ vang của mic. Alo, alo. Alo, đây là ít vang nhất nhá. Alo. Alo, alo. 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 Các bác thấy nó vang hơn không? Đấy nó vang hơn nhá. Thế cái đấy là chỉnh độ vang của mic nhá. Đấy. Thế cái này cơ bản là dùng cho quá trình gọi là trợ giảng hay là nói chung là để cho các bác gái mà gọi chồng về nhá. Thế còn nút bên này ấy, là cái nút để cắm tai nghe. Cắm tai nghe các bác nhé. Thế còn trên này này có 2, 4, 5 nút. Này các bác thể nhận này. Vôn trừ này. Vôn trừ thì các bác ấn giữ. Thì nó nhỏ âm lượng. Các bác ấn một cái thì nó thành chuyển bài nuôi. Chuyển bài nuôi nhé. Thế còn bên này có nút lách này. Nút vôn cộng này. Các bác ấn một cái thì nó là lách bài tới. Còn ấn giữ thì nó là tăng âm lượng nhé. Thế còn nút ở giữa này là nút play này. Play pause shift này thì là nút tạm dừng, nút play đấy nhé. Thế còn cái nút này là nút chọn chế độ phát âm thanh đấy, chế độ phát âm thanh này. Thế còn cái nút monitor đầu tiên này là nút chọn chế độ phát, chọn chế độ phát nhé. Bây giờ tôi tiến hành tôi cắm thẻ nhớ vào các bác nhé. Tôi tiến hành tôi cắm thẻ nhớ vào này. Tôi cắm thẻ nhớ vào một cái là cái loa sẽ nhận được dữ liệu luôn. Đấy nhá, tân hiểu luôn. Thế còn trong quá trình mà mình cắm thẻ nhớ vào này, còn cái tay điều khiển này nhá các bác nhá. Các bác muốn dùng tay điều khiển đấy thì bên cạnh này có công tắc nguồn. Các bác bật xuống. Đấy, bật xuống. Khi các bác bật xuống các bác bấm một nút thì trên đèn tín hiệu này báo xanh là lúc này tay điều khiển đã hoạt động nhá. Tay điều khiển đã hoạt động rồi. Thì bây giờ trong này có thẻ nhớ rồi. Các bác bật nguồn lên. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy. Cái cấu hình của cái loa này ấy, khi các bác bắt đầu bật nguồn lên ấy thì nó sẽ vớt cho các bác ở chế độ PAUS, có nghĩa là chế độ pause shift đấy, chế độ tạm dừng đấy nhé, để cho các bác có tính chủ động. Ví dụ như các bác muốn chọn file số 5 này thì các bác bấm số 5 đây, bấm số 5 đấy, trên kia nó sẽ chọn cho các bác file số 5. Âm lượng các bác muốn để ở mức 25 này nhé. Đấy, 25. Thì khi các bác đã chọn âm lượng, chọn số file rồi thì các bác bấm play. Đây bấm play này, trên tay điều khiển này. Đấy. Thì lúc này là cái loa nó sẽ phát ra âm thanh. Phát ra âm thanh nhé. Đấy, cấu hình của cái loa này ấy, là khi các bác bật nguồn lên là nó chưa phát âm thanh luôn, mà nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng.
nằm ở chế độ tạm dừng để cho các bác điều chỉnh bài, chọn bài. Rồi khi nào các bác bấm play, bấm play rồi thì nó mới hát nhé. Đây là cái nút sâu này là nút chọn chế độ âm thanh này, EQ4 này, EQ0 này, EQ1 này các bác nhé. Và đặc điểm của cái loa này nhé các bác nhé, khi các bác bật nguồn lên thì cái loa này nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng này, nằm ở chế độ tạm dừng là một này. Các bác muốn nó chạy thì các bác bấm vào nút play thì nó sẽ chạy. Và khi nó chạy rồi ấy, nó chỉ chạy một bài duy nhất thôi. Có thể hết bài đấy nó sẽ tự động nó quay lại nập lại. Thế còn trường hợp các bác mà muốn nó tự nập lại thì các bác bấm vào nút vớt bài trên tay điều khiển. Đó chính là cái nút C này. Đấy. Là nút vớt bài trên tay điều khiển thì là cái loa nó sẽ nhận được chế độ đấy là nó sẽ vớt sang bài khác. Hoặc là các bác bấm giữ nút vào đây. Đây. Đây là cái loa đang chạy nhá. Nó đang chạy ở chế độ một bài. Thế nếu mà các bác không có tay điều khiển, các bác muốn chuyển sang chế độ phát nhiều bài ấy, các bác bấm giữ nút vào đây này. Bấm giữ này. Đấy. Bấm giữ nó sẽ chuyển sang chữ A N L là phát tất cả các bài nhá. Các bác ấn giữ một lần nữa thì hiện lên chữ 1. Nó chỉ phát một bài thôi. Chỉ phát một bài thôi. Đặc điểm cái loa này ấy, có điểm đặc biệt nhất đó là nó có cái chức năng hỗ trợ tắt nguồn trên tay điều khiển các bác nhé, tắt nguồn trên tay điều khiển, tắt nguồn trên tay điều khiển từ xa, tắt nguồn từ xa. Đây các bác để ý này, bây giờ cái loa đang chạy nhá, muốn tắt được nguồn ấy thì các bác ấn và giữ nút vào đây, ấn và giữ nút vào đây nhé. Bây giờ đang chạy này, các bác ấn và giữ nút vào đây nhá. Ấn và giữ nút vào đây, trong vòng khoảng 3 tới 5 giây thì cái loa tự động nó tắt nguồn hết nhá, tự động tắt nguồn để giúp trong quá trình các bác chờ đợi bổi về, các bác tắt đi cho đỡ hao pin. Thế các bác muốn mở lại, các bác lại ấn và giữ nút vào đây tiếp. Ấn và giữ nút vào đây tiếp. Khi các bác mà thực hiện cái chức năng tắt nguồn, mở nguồn bằng tay điều khiển này ấy, thì các bác mở lên một cái là cái loa nó tiếp tục phát ở cái chế độ đang dở. Đó, nó rất là chủ động nhé, không có bị bấp. Đấy, rất là không bị bấp tí nào nha các bác nhé. Thế đây là